thuốc thử nghiệm và liệu pháp truyền huyết tương được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân Ebola Hoa Kỳ. Theo các quan chức của bệnh viện ở Dallas cho biết, bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Hoa Kỳ, ông Thomas Eric Duncan, đã từng được dùng thuốc thử nghiệm Rincidofovir trước khi qua đời. Hiện nay, nữ y tá Nina Phạm đang được điều trị bằng một phương pháp khác, đó là truyền huyết tương. Rincidofovir còn được gọi là CMX-001 và được sản xuất bởi công ty dược Chimerix Inc. ở Durham, North Carolina. Loại thuốc này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 và đã được thử trên 1.000 người. Theo báo cáo số liệu của Chimerix vào hồi tháng 8 cho thấy, Rincidofovir có khả năng lớn trong việc chống lại virus Ebola trong các thí nghiệm. Tuy nhiên, kết quả trên thực tế của nó vẫn còn rất hạn chế và chưa được kiểm chứng. Rincidofovir được điều chỉnh từ một loại thuốc tên là Cidofovir và có khả năng ức chế sự sao chép của virus. Khi Cidofovir xâm nhập vào tế bào, nó sẽ ngăn chặn khả năng tổng hợp DNA của virus và ức chế sự sao chép của virus. Rincidofovir được phát triển với Cidofovir và một chuỗi lipid có khả năng giải phóng một lượng lớn Cidofovir vào trong cơ thể người bệnh. Trên lý thuyết thì có khả năng vô hiệu hóa enzyme của Ebola và ngăn không cho virus tiếp tục lây lan trong cơ thể. Phương pháp truyền huyết tương, cách đang được dùng để điều trị cho Nina Phạm, được cho là có thể truyền kháng thể từ một người đã khỏi bệnh sang người bị bệnh để giúp chống lại virus Ebola. Về mặt lý thuyết, máu của người đã khỏi bệnh có thể mang theo kháng thể chống virus. Bằng cách đưa những kháng thể này vào cơ thể của người đang nhiễm bệnh, người ta hy vọng là có thể sẽ giúp bệnh nhân kháng cự được virus Ebola.